Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình LVN có tên là Chandler Week. Thì chương trình nó thể lệ nó như sau là các bạn: $50 tốc càng CNR dành cho 100 rookie may mắn các bạn, và $100 tốc càng CNR dành cho 30 người may mắn nhất các bạn, siêu may mắn. Thì để tham gia giám này các bạn cần click trên phần link mô tả dưới video mở link form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join vào kênh group đó nè. Giờ chơi random man xui các bạn ơi, các bạn join vào các bạn. Sau khi bạn join vào xong thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng các bạn. Các bạn vào setting nè, copy username mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn gỡ vào link form này nè các bạn. Chỗ thứ hai các bạn, submit you Telegram nè. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email các bạn vào nè. Rồi trên đây thì các bạn follow Twitter nó được các bạn. Trên Twitter nó các bạn follow nha các bạn, theo dõi nè. Rồi các bạn like nè, các bạn tweet lên các bạn. Sao bấm lộn vậy ta, tweet lên nè. Rồi tiếp tục thì các bạn submit cái username Twitter của các bạn nè các bạn. Nó chạy không dầm vô cũng mang số huyết choáng các bạn, rồi lúc nó lộn qua các bạn. Đáp án thì mình để cho phần link mô tả dưới video cho các bạn nha các bạn. Đáp án câu đầu tiên thì các bạn chọn đáp án A nè. Câu số 2 thì các bạn chọn đáp án C nè. Câu số 3 các bạn chọn đáp án A nè. And you say chain đúng rồi. To a chain. Chain ray. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ với NHEC10 trên dưới chocolate cho các bạn nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ NH mình nè các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi sau đó các bạn chịu bấm gỡ là xong nha các bạn. Rồi đúng rồi các bạn. Mình cũng đã test rồi cái link form này nó không có đổi câu hỏi nha các bạn. Rồi mình coi điểm số của mình được nhiêu rồi. 10 chắc cú. 3 đúng trên 3 luôn nè. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.